Xin mến chào cả nhà quay lại kênh. Hôm nay kênh chia sẻ với cả nhà một món thức uống tại nhà rất là thơm, ngon, bổ dưỡng luôn. Đó là sinh tố bơ. Để thực hiện cái món nước sinh tố bơ thì ở đây mình sẽ chuẩn bị đó là một quả bơ chín. Một quả bơ này là 361 g á. Sữa đặc có đường, sữa tươi, sử dụng sữa tươi này, loại nào cũng được ha. Và đường cát, nước đá và cái ly để đựng sinh tố bơ. Rồi trước tiên thì bơ mua về ha, mình rửa cho thật là sạch. Sau đó mình sẽ gọt bỏ cái phần vỏ bơ. Bơ này hôm nay rất là dẻo, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Nó cũng mới vừa chín tới thôi ha, chứ chưa chín gục lắm. Sau khi bơ đã gọt xong ha, mình sẽ lấy cái phần thịt bơ, bỏ cái phần hạt này đi. Rồi mình cắt nhỏ ra ha. Và sữa thì mình sẽ khui cái hộp sữa này lên nha. Thì mình chuẩn bị một cái cối xay nước đá ha, xay sinh tố đó. Thì bơ này là một món ăn rất là ngon, nhiều dinh dưỡng, vitamin lắm. Mình có thể làm bơ dầm sữa nè, sinh tố bơ nè, rồi kem bơ ha, kem túi bơ rất là ngon. Giờ mình để bơ vào trong cái cối xay sinh tố của mình nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho một ít sữa đặc vào để cho sinh tố bơ của mình nó sẽ ngon hơn. Mình cho 30 ml sữa tươi nha. Tiếp theo thì bằng đường cát, mình cho từ khoảng 1,5 muỗng tới 2 muỗng đường cát nha. Sau cùng là phần nước đá nè, cho ít nước đá vào. Sau đó mình đậy nắp lại, mình để lên cái cối cho mình xay thôi. Rồi mình kiểm tra phần sinh tố của mình á, đã xay mịn nhuyễn hết chưa ha. Nếu đã mịn rồi thì mình sẽ lấy ra khỏi cái cối. Thì mình chuẩn bị một cái ly ha, để gót sinh tố bơ này ra nè. Và lúc này mình đã có một ly sinh tố bơ cho gia đình rất là ngon,